Kid. Hôm nay mình đã quay trở lại và thực hiện một cái video, đó chính là reaction, là những cái video mình đã đăng từ những, nói chung là reaction là video đầu tiên đi. Đây, video đầu tiên của mình nè, gửi tên The Kid, ghê chưa, haha. Còn đây là những cái video như là mini game này, chụp hình nè, quyền thờ mẹ nè, tùm lum hết, nên là đầu tiên bấm vô. Đây, ảnh liền mà mình chưa đăng nhập lên, nên là khỏi ấn đăng ký đi cho đỡ mất thời gian. Đây video đầu tiên nè, những nhận quà của các bạn thành viên. Đây là cái intro đầu tiên của mình, là cũng là mình lấy ý tưởng từ NIN, nên là đó, lúc này là chưa có biết luôn đó, cái mặt như cơn dây gì vậy đó, mà hồi đó không đâu có biết nói đâu, nói bằng anh không à. Nhưng mà sau khi cái video thứ nhì mình mới biết, mình nó mới kêu bằng bạn chứ đâu có kêu bằng anh được. Như video thứ ba phải không ta? Đúng rồi, khi mẫu sinh này cũng có bạn comment mình mới nói nè. Đây, tiếp tục xuyên anh còn nhiều người lớn hơn, ý kiến riêng không được đáp, ok đó. Nhưng mà bạn này mình cũng có quen nên là không có nói gì hết. Còn tiếp theo là cái hai cái ba này thì bỏ qua đi. Và đây, trời ơi, video này là em, này là em Mon, em của mình. Làm em này là xuất hiện trên YouTube của mình lần đầu tiên luôn. Đó, đó cái mặt, đó cái mặt của em rất là dễ thương, rất là dễ thương luôn. Mẹ mình ngồi kế bên nên mẹ mình nói em này rất là dễ thương. Đó, tiếp theo là video mấy cái này thì nhất là cái video này nè, 139 lượt xem. Thì cái này là tại vì chỉ tham quan thôi, còn cái này là mini game nè, hồi đó nè, mini game, hồi đó không biết làm. Đây chỉ, còn cái này là đi siêu thị, cái mua rồi về review, nhưng mà cái này mới đã nè. Cái này là New intro. Là cái video, là cái intro này khá là mới. Đó, mình sắp giang, mình ngồi trên cái bàn, background đằng sau chứ không có cái background màu xanh giống hồi đó nữa. Mà ăn vô là bó tay luôn, không chịu nổi, không thể chịu nổi. Còn mấy cái này nè, nhất là ăn cái này là cũng là khá lâu. Tiếp là giới thiệu kênh mới, thì cái này mình cũng đã được link ở bên dưới rồi nè, cũng không có quan tâm gì hết. Tiếp theo là cái này, mình rất thích video này, và video này đã chiếm lại được 72 lượt xem. Có nhiều người comment. Đó. Thôi, được rồi. Rồi mình sẽ mất cho mẹ mình coi sao. Còn cái này là em mình. Bài này thì mình cũng đã biết rồi. Còn cái này là khi mà mình đậu vô vòng trong rồi, thì khi mà ở trường Nhạn Đông thì mình cũng đã có quay một cái video là trở về tuổi thơ, tại vì ở đó mình học trường đó các bạn. Còn cái này là cái lúc mà mình vô chung kết nè, rồi cái sắc mini hồi đó mình cũng có review rồi nè. Đây là mini game chín chắn đầu tiên luôn, là hồi đó lúc mà được 40+ gần 50 sub rồi là mới biết, mới nhận ra, rồi mới tổ chức mini game nè. Rồi nè, đây là sau đó là ăn cái bánh tráng này thì khỏi nói rồi, rất là ngon. Khi mà vừa thông báo kết quả mini game xong thì khoảng mấy tuần nữa, thì mấy tuần là tới Tết đó, gần tới Tết đó mình đi chợ phần 1, phần 2, phần 3 nè. Nhất là mình thích nhất là phần 3, tại vì phần 3 mình cũng có quay về quay băng qua qua. Còn xong rồi khi mà quay xong rồi, cái vô vừa chén giọt leo lưỡi gọt kén, đúng rồi, gọt kén chứ không phải là lò lén, tại leo lưỡi gọt kén. Thì lúc này vô là có Phật bà đẹp lắm các bạn, bạn nào đi rồi thì chắc chắn sẽ biết rồi. Còn cái này là sự kiện thì ai cũng chả biết rồi. Cái thứ hai là làm mấy bạn đi lên sự kiện mình chơi nè, xong rồi cái chơi cho chơi nhà tùm lum, mất cười lắm. Còn cái video này thì chỉ là đính chính thôi chứ không có gì hết. Đó, rồi vừa la cái là hết hồn phố giếng. Tiếp theo là cái chọn cái video này, nhiều bạn hỏi mình rồi nè. Bạn ấy hỏi là tròn bằng cái gì, rồi bạn đặt camera làm sao, là như vậy hết nè. Đó cũng là intro thứ ba, là phản ứng của mẹ Tuấn khi bị Tuấn tròn chồng xương chó. Thì
Cái này thì có một bạn là tên là Kid comment. Mà video gì khác là mất cười nên là mình chọn cái các bạn coi, mình để mình đường link luôn cho rồi đi. Và tiếp theo là hai đơn hàng mình cũng không có quan tâm, và Q&A góc quay. Còn cái góc quay nè là cái này mới là bắt đầu, cái background là từ cái Q&A này chứ. Q&A là mình quay từ cái background xong rồi dài dài là tới trả lời recommend luôn. Tới phần 2 nè rồi. Cái này là nhiều bạn hỏi mình nhất nè, là tại vì mình hủy á, khi mà hủy rồi là mới biết. Tiếp nè là cái này thì thôi bỏ qua. Còn cái này là mình đi dự tiệc sinh nhật. Đúng rồi, dự tiệc sinh nhật. Không phải cái thấy anh Thỏ dễ thương mới mua kẹo cái chụp hình. Cũng rảnh lắm. Còn cái này là mini game đặt mốc 60 subscribe nè. Tại vì cái này là mình cũng hay học tiếng Anh ở trên chợ nên là đây cũng là video mới này nè. Intro thứ tư luôn á. Không, cái này như thứ năm tại vì có một cái thứ tư nữa. Nên là cũng khá được rồi. Ok. Tôi chấp nhận. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích video này đừng quên like, share và subscribe để kênh này có nhiều video mới hơn nữa nha. Và nhớ ấn đăng ký trước khi xem video và ấn nút cái chuông cái bên nữa. Bye bye.